Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thủy hỏa phong công tức giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn, thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã,
cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn, thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không chốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu pháp không nội, hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường. Nên cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn, là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp không nội, hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thường hoặc vô thường, nói chân như hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc lạc hoặc khổ, nói chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc ngã hoặc vô ngã,
nói chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thường hoặc vô thường, cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành an nhẫn nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ,
cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết, đều là nói về an nhẫn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Hết quyển thứ 141.